Hello, hello, chào các bạn ha Chào các bạn đang coi clip mình ha Thì nếu mà theo dõi kênh mình ha Theo dõi channel của mình thì biết mình là Chuyên làm clip về k quanh Visa ha, Và những ngày đầu tiên đặt chân đến Mỹ ha Thì hôm nay là cái clip này á Thì sau một vài ngày mình đi chơi với ông xã ở New York về rồi ha Thì hôm nay mình có một cái chủ đề này mình muốn chia sẻ với mấy bạn ha Mà ở trước đây mình cũng chả biết nhiều đâu Và từ khi mà mình làm khi quanh visa mình đi qua Mỹ định cư rồi mình có nhiều cái mình biết đó, mình muốn chia sẻ là cho mấy bạn nào đi sau muốn tìm hiểu đó. thì thì hôm nay mình có cái hai cái vấn đề để nói ha thứ nhất là mình muốn cho các bạn biết giữa cái việc đính hôn và cái việc kết hôn thứ nhì là mình muốn cho các bạn biết là mình có nên nhờ luật sư hay dịch vụ uh, cho cái họ mở hồ sơ mình ha và chuẩn bị hồ sơ cho mình khi mình mình đi phỏng vấn ha thì khi mình vô cái chủ đề thứ nhất đó là phân biệt giữa đính hôn và kết hôn thì theo mình biết á kính hôn đính hôn thì nó còn gọi cái tên là fiancé visa hay còn gọi là k visa thì cái trường hợp của mình đó là mình đi Mỹ là mình nhận K1 visa ha Thì hồi trước đây mình không biết K1 visa là cái gì đâu Và sau khi ông xã mình tìm hiểu ở bên Mỹ và nói chuyện qua lại giữa mình và ông xã Thì ông xã quyết định là mở hồ sơ K1 visa thì mình mới mằn mò mình tìm hiểu đó. Thì sau khi mình và đi bên Mỹ thì giờ mình có có cái nhiều thêm nhiều kiến thức về K1 visa Gọi là PNC visa ha Dạng đính hôn đó thì mình sẽ giải thích cho mấy bạn cho những cái bạn nào mà chưa bao giờ nghe tới những việc đính hôn và kết hôn đính hôn là cái diện á là mình á mình phải qua Mỹ mình mới kết hôn ha. Thì ông xã mình về Việt Nam có cái làm làm đính hôn và sau đó về Mỹ mở lại cái hồ sơ có nghĩa là dạng hôn thê hôn phu vậy thôi. Và mình qua Mỹ là cái visa mình có hạn chỉ có 90 ngày đây trong vòng 3 tháng là mình phải kết hôn với cái người Mỹ là cái người hôn hôn phu mình đính ra bảo 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 trợ cho mình ha là nếu mà mình không kết hôn với cái người đó đó thì mình hoàn toàn không kết hôn với một người nào mà để mình có quyền ở lại Mỹ hết ha thì nhiều người cứ nghĩ là ờ cho để để làm hồ sơ qua đi và nhiều khi trong cái thời gian nó làm nó có cái vấn đề gì đó lại kết hay là không chịu kết hôn với cái người bảo lãnh mình qua đó là cái gặp gắt gói lớn là trong vòng 90 ngày các bạn không không cưới thì các bạn bị bị ao về ha là bị trả về á thì cái trường hợp đó nói cho biết thôi không ai mà làm chuyện nó trơn á người ta đã biết là mở hồ sơ khi quanh visa thì người ta sẽ biết là phải kết hôn trong vòng 90 ngày rồi thì mình nói cho các bạn để hiểu thôi thì nói sâu hơn về k quanh visa cái điều kiện mở k quanh visa là ông xã là cái người hôn phu mình ở mỹ thứ nhất là phải có quốc tịch mỹ ha nó mới cho mở ha đó phải, phải cái điều kiện kiên quyết đó là phải có quốc tịch Mỹ thì nó sẽ nó sẽ cho mở cái diện K1 visa. Thì K1 visa trong đó nó còn có cái K K1, K2, K3, là cây uh, 4 nữa là cây 1, cây 2, K1, K1 mình gọi là K1, K2, K3 và K4 á thì có có trường hợp là người ta đem đem con người ta đi theo thì nó có con ruột, của cái người không cái cái người được bảo lãnh ở Việt Nam á vừa có con ruột và vừa có con nuôi luôn thì nó gọi là thì đại loại là cây cây hai ha thì mình không thì mình nhận cây 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 quanh nên mình gõ về cây quanh mình nói thì nếu mà các bạn nào mà có con hay là đi theo á thì tìm hiểu kỹ hơn hình như là nó cấp cho mình là cây hai còn việc mà cây ba là là người, người, mình có tìm hiểu mình đọc nhưng mà mình không có hiểu sâu sắc hơn tại vì mình không có nằm trong diện đó cây ba có nghĩa là những người mà đang trong kết hôn á thì muốn cái hồ sơ mình đi nhanh đó ha thì họ chỉ họ nộp cái giấy tờ đơn lên và họ để đơn lên để để họ được lấy cây ba và cây bốn là cho những người có có những người con á thì họ là 18 tuổi gần 18 tuổi nhưng mà dưới 20 từ 18 tuổi mà dưới 21 tuổi là họ sẽ nhận cây ba luôn mà khi mà cây ba qua Mỹ không có thẻ xanh nào này kia nọ đó nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thì hiểu về cái đó ha nói chung là mình chỉ biết là cây quanh ha cây quanh là mình gần nhất tại vì mình nhận được cái quay cây quanh nên mình biết còn cái kia là mình biết chung chung thôi mình nói cho các bạn à, nếu mà các bạn muốn tìm sâu hơn á thì các bạn tự tìm hiểu á mình chỉ gần về cái cây quanh thôi ha thì cái cái điều kiện thứ nhất là ông xã mình và phải là cái người hôn phu mình phải có quốc tịch Mỹ ha thứ nhì nữa là trong vòng 2 năm là gặp nhau có nghĩa là hai năm là các bạn không phải phải chờ đến đủ 2 năm có nghĩa là ý như mình quen năm 2015 đi ha thì trong vòng 2 năm là đến năm 2017 đó là hai năm nhưng mà tháng tháng trong trong vòng là 2015 mình quen mà tới 2016 mình cũng có thể mở hồ sơ hay hay là quen dài tháng mình cũng có mở hồ sơ có nhiều người hiểu sai có nghĩa là chờ tới 2 năm không phải có nghĩa là trong vòng 2 năm nó có có sự quen biết qua qua lại cái người hôn phu mình có gì Việt Nam này thăm hỏi mình hay là đi về Việt Nam để gặp mình thôi này kia nọ đó là cái điều kiện thôi chứ không phải là đừng có chờ đến 2 năm ha thì đó là mình nói về cái K1 visa thì K1 visa thời hạn nó đợi thì nhiều người là từ từ 3 đến 6 tháng ha có nhiều người thì t tới từ 6 tháng đến 8 tháng ha Nói chung là cái thời gian nó cũng ngắn thôi Cái đó là quá ngắn Quá ngắn luôn ha Mình biết là có nhiều dạng á Lại dạng đi theo F4 á Toàn tụ anh chị em á Là người ta đợi rất là lâu luôn Đợi hơn gần hơn 10 năm để được cấp với visa ha Thì cái diện đính hôn và cái diện kết hôn Là hai loại visa mà đi Mỹ đó là nhanh nhất Nên là nhiều người Việt Nam mình chọn rất là nhiều luôn ha nên có trường hợp đó ha ok mình nói tiếp nè nói tiếp là cái thời hạn đó thì trường hợp của mình á thì ông xã mình về tháng tháng 6 năm 2016 ha là bắt đầu khi trở lại Mỹ á, là cũng khoảng là mười mấy tháng 6 là bắt đầu ông xã mình mở hồ sơ mở hồ sơ là bắt đầu là 4 tháng sau là tháng 10 mình đã có nhận giấy là là mình có đi vô lãnh sự quán á, giấy mời cho mình đó là để đi vô phỏng vấn là có người bảo lãnh mình như vậy đó có nghĩa là hồ sơ mình có 4 tháng thôi và nhiều người á, về Việt Nam cũng chỉ có 3 tháng thôi mà hơn người ta làm người ta cũng đi nhanh luôn trong vòng vài tháng thôi ha thì đó là cái chuyện theo quanh visa đó mình nói về cái cây quanh visa xong cái nữa là mình nói về diện kết hôn kết hôn á, thì nó có đưa ra hai loại kết hôn có nghĩa là mình kết hôn bên Việt Nam ờ mình nói thêm cái cái cây quanh visa là biết là các bạn là qua 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 mỹ kết hôn mà đúng không làm giấy tờ rồi này kia nọ đó rồi mình nói thêm là cái diện kết hôn ở gì cái diện kết hôn mà đi theo diện kết hôn là như thế nào kết hôn thì nó chia ra hai trường hợp thứ nhất là những người có thẻ xanh thứ nhì là những người có quốc tịch ha những người có thẻ xanh thì nó kêu là f 2 a cái visa đó kêu là f 2 a làm là cái người hôn phu của mình nó chỉ có thể xanh thôi mình lấy được cái f2a ha Còn cái cái những người nào mà có quốc tịch rồi nó nó có là cr1 và cr ir nó lại cr1 và ir1 thì cái trường hợp đó là nói là kết hôn kết hôn là mình kết hôn từ năm 2000 lẻ, lẻ đó là trong vòng 2 năm 2 năm mà mình làm mở, mở hồ sơ đó có nghĩa là cr1 hiểu không đó là hai năm còn cái trên hai năm nữa nó thành là ir 1 nói chung nó cũng giống nhau thôi mình đại loại là mình phân tích cho mấy bạn biết là cái loại visa mình lấy là như thế nào thôi thì tùy trường hợp và tùy theo tùy theo cái mỗi hồ sơ nó khác nhau mà mình lấy ha thì thì có thẻ xanh hoặc là có quốc tịch gì các bạn cũng lấy lấy cũng có thể làm làm cái chuyện kết hôn và kết hôn của mình là bên Việt Nam ha cái chuyện đó mình cũng không biết bạn mình làm thì thì mình cũng không rõ lắm nhưng mà đa phần là mình hiểu như vậy cái thời gian chờ đợi nó nhanh hơn ha cái ổ cái thời gian chờ đợi nó lâu hơn thường thường là từ một năm từ một năm cho đến một năm rưỡi đi ha mình cũng đại loại là mình nói chung chung thôi chứ thì tùy hồ sơ có nhiều người người ta nhận sớm hơn và trong vòng một năm người ta đã đã, đã đi qua mỹ rồi nhưng mà thật sự á, mình so sánh giữa khi quanh visa có nghĩa là việc đính hôn và việc kết hôn á thì cái nào nó cũng như nhau thôi có trường hợp á, đính hôn á, thì mình đi qua mỹ sớm ha và mình ngồi mình chờ ha và trong là mình đang chờ đây chờ đợi thẻ xanh về và mình phải nộp lên chờ đợi thẻ xanh và mình không biết là ngày nào có thì thường thường là thẻ xanh nó có từ 6 tháng đến một năm đó ai biết nó có giờ nào ha bây giờ mình cũng chưa có khi nào có mình sẽ làm clip chia sẻ cho mấy bạn nói về cái cái việc mà nhận thẻ xanh còn cái việc kết hôn á, nếu mà được cấp visa đi mỹ á, thì sau một tuần À, hai tuần hai ba tuần là cái thẻ xanh người ta đã về nhà rồi người ta không có cần chờ đợi có nghĩa là kết hôn mình chờ đợi ở bên Việt Nam rồi cả năm mấy rồi ha đó qua đây mình sẽ có giấy uh, giấy tờ có thẻ xanh rồi mình làm gì mình cũng thuận tiện hết còn đính hôn á qua đây ngồi chờ chờ y chang như vậy mình thấy thời gian nó cũng y chang như vậy thì đa phần người ta nghĩ đi Mỹ càng sớm càng tốt càng sớm càng hay ha thì so so với mình tại hồi xưa giờ mình chả có biết và giờ kinh nghiệm của mình á nếu mà cho mình mình biết được cái điều này mình qua đây mình chờ thật sự là mình ở Việt Nam đi mình làm chuyện kết hôn đi ha thì mình làm việc kết hôn mình có thời gian mình ở với gia đình mình nhiều hơn và mình mình có thể là vui vẻ với gia đình mình nhiều hơn. giờ qua đây mình chỉ có một mình và mình cũng không có ai chơi hết và đi về từ Mỹ về Việt Nam mình muốn thăm gia đình mình rất là khó khăn. Nhiều người á, trước khi đi á, thì nôn nóng làm cho đi được lấy visa để đi Mỹ, đi Mỹ càng sớm càng tốt. Rồi khi qua Mỹ rồi thì sau những ngày tháng rồi giống như mình sau những ngày tháng chờ đợi hay là sau những ngày tháng mà um, làm giấy tờ xong xuôi rồi bắt đầu ngồi chờ 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 và cảm giác nhớ nhà nó lại đến ha thì đó bởi vì mình nói có thời gian á thì các bạn cứ hả vui vẻ với gia đình mình vui vẻ với cha mẹ mình anh chị em bạn bè ha là ăn những cái món ăn mà mình có thể thích mà mình ăn và tự do ha còn khi qua mỹ rồi á mình biết uh, qua rồi cuộc sống bên đây như thế nào nói chung là nó thay đổi hoàn toàn ha và mình bao nhiêu tuổi là cái ngày mà đặc trưng đến mỹ là mình sinh lại ở cái tuổi đó bao, bao nhiêu có nghĩa là nhiều thứ mình để học lắm nó không không phải là chuyện đơn giản nên cái cái đó là cái cái nhận xét của mình và cái cảm nhận của mình nếu mà cho mình được chọn lại mình nghĩ tại vì ông xã mình là người mỹ nên mình cũng không có quan trọng lắm đâu tại vì nhiều người mà lấy việc kiều hay này kia nọ họ sẽ gặp gắt gói cái chuyện đó là mình sẽ chia sẻ cái clip sau không thì đó đi càng sớm càng tốt qua đây rồi có nhiều khi có nhiều người nhắn tin với mình á chị ơi em nhớ nhà quá chị ơi chị ơi em nhớ em thèm đồ ăn này kia nọ đó thấy không khi mà trước khi đi trước khi mà đi thì nôn nóng đi thì đi rồi lại nhớ nhà và nhớ những cái gì mình cần muốn ăn hay này kia nọ bởi vì con người mình á khi muốn cái này thì đòi cái khác khi có cái này á thì muốn cái kia nó đủ thứ hết á mà các bạn không có chịu á là khi mà mình còn ở Việt Nam mình hãy trân trọng trân quý những cái gì mà mình mình có cha mẹ bên cạnh có anh em có bạn bè có thể đi đây đi chơi đó trời ơi có thể nói chuyện Việt Nam có thể ăn những món ăn Việt Nam mình nó nó rất là hạnh phúc chứ nhiều khi ở ờ, qua Mỹ nó có tương lai đồ này kia mình nghe chỉ một phía thôi và cái mặt này là mặt phải ha còn mặt sau lưng là các bạn chưa thấy đâu qua đây thì biết ha thì nếu mà các bạn nào mà coi clip mình hay là có những cái gì á thì mình chia sẻ với mình thì mình cảm nhận được nhưng cái bản tính mình á mình rất tự lập ha mình tự tin mình đã chuẩn bị đi mỹ rồi thì qua đây mình phải phải nói chung á mình cũng phải đấu tranh với cái tư tưởng mình lắm ủa nhớ nhà nhớ thì mình qua đây thì có nhiều thứ mình cũng phải thay đổi mà mình học hỏi rất là nhiều luôn ha thì thì đây là cái việc mà mình phân biệt giữa cái việc là kết hôn và đính hôn cho mấy bạn thì cái clip này mình thấy cũng đã mười mấy phút rồi thôi để cái clip sau mình nói về cái cái để để mình nói cái clip sau mình nói về cái phần nói sao ta à có cần dịch vụ và À, lực sư để mở hồ sơ cho mình không ha? Thì mình nói mười mấy phút thôi, nói nhiều các bạn không có nghe và kịp không hiểu. Từ từ mình sẽ chia sẻ hết cho mấy bạn, đừng lo mà ha. Nếu mà chịu tìm hiểu mình đi theo mình thì có những gì mình giải thích hết. Ok, bye mấy bạn ha, hẹn hẹn clip kế tiếp ha. Cái này hôm nay mình nói no, mình muốn nói hai chủ đề mà mình mới nói được một chủ đề, mình thiếu nợ một chủ đề ha và kì, để mình làm tiếp tiếp theo ha. Ok, bye bye.